Ok, như vậy là đã xong, chúng ta sẽ cùng kiểm tra lại. Đây, chúng ta sẽ chạy web worker. Hay web worker chạy, chúng ta gõ số thoải mái. Các input không bị đóng băng. Angular. Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Angular. Tutorial Angular 15, cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Hôm nay chúng ta sẽ học về web worker. Đầu tiên thì chúng ta sẽ generate một web worker và ứng dụng vào component app của chúng ta. Chúng ta sẽ viết cấu trúc như sau: ng cách g, g chính là generate web worker cách app. Đã xong, chúng ta sẽ tạo mới một file ở trong folder app. File này có tên là app.price.ts. Chúng ta sẽ dùng hàm đếm ra số nguyên tố thứ bao nhiêu đấy. Đầu tiên chúng ta sẽ đặt tên của class của chúng ta là class Bright Calculator. Tiếp đến thì sẽ là giải thuật để tìm ra số nguyên tố thứ n. Thì phần này chúng ta đang phải học về web worker nên phần này tôi sẽ không đi vào chi tiết và tôi sẽ chỉ viết nhanh thôi. Đầu tiên là hàm is Bright Number. Chúng ta kiểm tra xem số này có phải Bright Number không. Sau đấy là sẽ hàm lập số từ 1 đến n. Ok, vậy là đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ truy cập vào app.worker.ts. Chúng ta sẽ import file chúng ta vừa viết, file calculator. Và chúng ta sẽ tạo ra một response. Response này thì chúng ta sẽ truyền tham số vào hàm tìm số nguyên tố thứ n thôi. Chuyển một biến kiểu in vào. Ok, như vậy là đã xong. Tiếp đến là trong app.component.ts. Đây, hàm web worker đã tạo tự động cho chúng ta. Chúng ta sẽ dùng hàm này gọi đến web worker chúng ta vừa viết. Trước khi đấy thì chúng ta sẽ tạo ra hai biến là priva 1, priva và priva 2. Và chúng ta sẽ có hai hàm tính số nguyên tố, một hàm chạy ở main thread, chính là chạy ở luồng chính của chúng ta. Còn hàm thứ hai chúng ta sẽ đưa vào một luồng phụ. list.priva bằng price calculator file file number thứ 10.000. Tiếp đến là hàm web worker của chúng ta. Thì chúng ta sẽ không gọi thẳng mà ta sẽ tạo ra một web worker và chúng ta sẽ gọi hàm file n price number từ price calculator. Đây, chúng ta sẽ gọi hàm và chúng ta truyền giá trị của priva 2 bằng data. Ok, chúng ta sẽ chỉnh sửa một chút ở HTML, app.component.html. Chúng ta sẽ thêm một thẻ div có class là container float. Trong div này chúng ta sẽ tạo ra hai nút bấm, một nút bấm ở main thread, một nút bấm ở web worker. Rồi, chúng ta sẽ dùng thẻ A có class là btn danger, một nút màu đỏ. Và chúng ta sẽ gọi padding event padding sự kiện đến main thread và chúng ta sẽ đặt tên button là main thread. Sau button này thì chúng ta sẽ đến button web worker. Tôi sẽ copy và đổi tên. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có
một trái deep. Đấy, đổi web worker thành màu vàng này. Đấy, chúng ta có một trái deep chuyển vào private và private 2. Hai giá trị của hai hàm khác nhau. Ok, chúng ta sẽ cùng test. À, để thêm phần rõ ràng thì tôi sẽ thêm một input nữa. Vì để cho các bạn thấy rõ là khi chúng ta chạy main thread bằng một hàm nặng thì chúng ta sẽ không làm được gì tất cả các hàm còn lại. Đây, các bạn thấy tôi nhấn vào main thread nhé, nó đang chạy. Và chúng ta không thể click vào cái input phía dưới hay làm gì. Main thread đã chạy xong, chúng ta sẽ cùng kiểm tra web worker. Web worker chúng ta bị Trời hỏng rồi. ơi, cái quân què Cùng gì kiểm tra. vậy bà? Đây, chúng ta chưa truyền tham số vào. Ok, như vậy là xong, chúng ta sẽ cùng kiểm tra lại. Đây, chúng ta sẽ chạy web worker. Đây, web worker chạy, chúng ta gõ số thoải mái. Các input không bị đóng băng. Như vậy là bài học của chúng ta đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.